tụi con đi, vừa đông người vừa làm được việc mà chả có chịu nghe con đâu. Ở đâu vô đây vậy? Không mất tết. Sao chả không biết vậy? Thì chả đang lo mãi mê suy nghĩ việc thuê người đó. Đúng rồi, chả đang cần người làm cho quán mình. Biết kiếm ai bây giờ ta? Tụi con làm có được không? Nhưng mà một mình con thì không thể nào giúp được chà đâu. Có tụi con này gì chà? Ba đứa tới đây bộ định chơi rồng rắn lên mày hả? Có đâu chà, tụi con qua đây á là để coi hôm nay quán của chà có mở cửa hay không thôi à. Tụi con, nếu như bây giờ á tụi con qua làm cho chà đó thì con thấy không được. Sao không được? Tại tụi con bận. Bận thi học kỳ hả? Dạ không, tụi con bận ở một phi vụ khác, có lời nhiều hơn cái gì chà. Không có phi vụ nào mà quan trọng bằng chà được. Thiệt sự ra tụi con làm việc cho dì chà cũng được. Nhưng mà... nhưng cái gì? Thôi bây giờ vậy, chà sẽ tăng lương. Chà sẽ tăng lương cho ba đứa. Chắc chà để tụi con hội ý xíu được không chà? Yeah! Tụi con cũng đã quyết định rồi là tụi con sẽ... Thôi bây giờ như vậy, đây đây, nè, đó, rồi nè. Thưởng nóng luôn. Đó, mỗi đứa 200. Cầm đi con. Đó, rồi, dạ, thưởng nóng luôn, làm liền đi, làm liền, nha. Nhưng mà... Sao con? Thôi rồi, thêm mỗi đứa 200 nữa rồi, đó, mỗi đứa 400. Đó, rồi, làm cho chà nha. Dạ, để tụi con làm liền luôn. Tụi con có thể làm việc liền luôn được chưa chà? Ủa làm liền luôn? Dạ đúng rồi. Không có trả giá. Trả giá gì đâu chà. Thiệt sự ra là tụi con qua đây á là để tính xin chà cho tụi con làm việc. Dạ đúng rồi, cái gì chà? Nãy giờ là do chà lanh chanh đó hả? Dạ đúng rồi. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.